It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may. Chào các bạn, một trong những sở thích mà Trang thường hay cùng với bạn bè của mình tham gia đó là uống cà phê. Và đây là những người bạn rất là thân của Trang và sắp tới sẽ là cộng sự của Trang trong dự án âm nhạc. Giới thiệu các bạn, đây là Đỗ Nhân, chắc là cũng đã rất là quen mặt với các bạn rồi, sẽ là composer. Còn đây là Yến, người sẽ phụ trách về phần hình ảnh cho Trang trong cái dự án âm nhạc sắp tới. Cái dự án sắp tới mà Trang và các bạn muốn theo đuổi âm nhạc đó thì Nhân có thể nói cho các bạn biết là dòng nhạc mà Trang sắp đi theo như thế nào không? Thì trước giờ Trang xuất hiện trên TV với vai trò VJ rất là dễ thương và trẻ trung. Thì bây giờ trong âm nhạc thì tụi mình chọn dòng electro pop, nó cũng rất là vui tươi và mới lạ. Thích dòng này. Và rất là hợp với lại hình tượng của Trang, và quan trọng nhất là Trang cũng thích cái thể loại này nữa. Em thích. Nếu cái bài hát đầu tiên mà nó là thể loại electro thì mình có cái idea là làm quay Trang mà kết hợp chung với graphic sặc sỡ màu sắc. Nhưng mà quay cũng rất là đơn giản, đen trắng gì đó. Thì như vậy thì nó rất là hợp với cái bài hát, cũng hợp với cái thể loại mà mọi người muốn đi theo. Mình thấy sao? Nhưng mà quay trong studio hay là quay cảnh trên mạng bình thường? Sẽ quay cái cảnh hoạt động ngoài trời thì nó năng động hơn. Rồi sau đó mình sẽ làm thêm rất thích video cho nó. Nó có cái tính pop cho nó thích. Wherever I fall, you say it best when you say nothing at all. Ủa sao nay con về trễ quá vậy? Trời ơi, tại hôm nay trời mưa với lại công việc con nó bị delay một chút nên về chợ. Thôi giờ mọi người ăn đi. Rồi cả nhà chờ con. Nhưng mà thật ra thì ngày hôm nay là các bạn khán giả đi cùng với chúng ta về ăn sinh nhật của mẹ Trang nữa. Và Trang xin giới thiệu với các bạn, đây là ba của Trang nè, còn đây là mẹ của Trang. Hôm nay là sinh nhật của mẹ và cả nhà đã quyết định là sẽ ăn tối cùng với nhau. Nhưng mà tối hôm nay thì ba Trang thì cũng phải lên tàu để đi xa trong vòng 1 tháng. Cho nên là tối hôm nay là tối cuối cùng trong tháng này để có thể mừng được sinh nhật của mẹ. Cho nên là Trang không thể tham gia company trip cùng với mọi người được, rất là tiếc. Nhưng mà thôi, bây giờ thì phải chung vui với sinh nhật của mẹ đúng không? Lúc nào Trang đi làm xong thì cũng muốn về nhà hết. Tại vì ở nhà của mình rất là vui. Và mình về khi mình có một cái trục trặc hay là một cái nỗi buồn phiền gì đó thì mình về nhà là coi như mình được giải tỏa hết luôn. Nhà Trang thì rất là đông người, có bà, có anh chị, có ba mẹ, có các cháu gái nữa. Thì ba mẹ thì luôn luôn là quan tâm đến công việc của Trang và rất là lo lắng cho Trang. Cho nên là Trang muốn dành nhiều thời gian hơn ở gia đình và tham gia vào những cái hoạt động mà gia đình Trang tổ chức. Take me where I've never been. Help me on my feet again. Show me that good things come to those who wait. Tell me I'm not on my own. Tell me I won't be alone. Tell me what I'm feeling isn't some mistake. 'Cause if anyone can make me fall in love, you can. Save me from myself, you can. And it's you and no one else. If I could.